Thân ái chào toàn thể các anh em xem và yêu thích kênh của Long ha. Lời nói đầu tiên thì cho Long xin cảm ơn đến những anh em đã xem và bấm like ủng hộ cho Long nha. Thì hôm qua thấy có một số anh em bấm like cho Long, lượt like nó tăng đó, thì mình thật sự là rất là cảm ơn tất cả các anh em ha. Là mình cảm ơn cả những anh em xem luôn ha. Thì nói chung á, ai làm kênh thì được sự yêu thích đó, like là sự thích, mà là thích mà anh em thì sự yêu thích thì ai cũng thích lắm, anh em có cái động lực ha. Thì rồi hôm nay Long sẽ chia sẻ anh em về vấn đề và nói về trên cái bộ dãy gối của con gà ha anh em. Thì trong kinh á, thì người ta có câu á, là cán kia dễ lỗi, đã rồi tam tài yếm nghiệt có bồi được chăng. Đầu tiên mình nói cái dãy mà dãy gối, dãy nát gối ha. Thì nói chung mà con gà mà gối nát tùm lum ha, 3-4 hàng dãy á, nát lộn xộn á, thì những con gà đó thì cái thể hiện cái bộ gân nó không tốt nha anh em. Đó, mà con gà đòn thì nó khắc khe hơn ha. Nhưng con gà cựa mình thì nó hơi châm chế một chút xíu, tại vì cái thời gian để mà nó hoạt động thì nó không nhiều ha. Thì mình chia sẻ đầu tiên mình nói về cái dãy ngũ tụ ha. Ta nói là ngũ tu hay là ngũ tụ gì cũng vậy, tức là năm vảy nó chụm lại ha, tụ lại ha. Đó là dãy gối mà có năm vảy ha anh em. Thì cái này cũng nhiều năm rồi, nói chung đó, thường mình chơi gà thì gà mình không có nát gối anh em. Nhưng mà lúc đó đổ gà lai á, cái nó có đốc ra một con gà năm dãy gối, mà nó đóng một cái dãy con gà đó là con gà que bông ha. Que bông, que vàng mà bông lâu. Chân vàng điểm, hai súng đen ha anh em ha. Rồi nó có một cái dãy là xiên đao, nhưng mà nó đóng gác mí trên cựa nha anh em, tức là phần trên đổ xéo thẳng vô trong cựa ha, nhưng mà nằm ở phía trên nha, chứ không đổ ngay tại cựa ha, tức là phía vòng ngoài của cựa. Con gà đó nó lắc mặt ha anh em ha, chân đi chấm muối luôn. Thì mình nói với anh em về nó có cái dãy ngũ tu ha. Lúc đó thì thời gian nó khoảng gần Tết á, mình công việc mình hay lúc đó thời điểm đó, anh em ta chơi nhiều ha, mình cầm gà đó mình chơi, thì cái trạng đó mình nói chung là mình đã chắc cũng mấy chục á, không nhớ lâu rồi. Khi mà ăn cái trạng đó, ông chú đó ông nói thế này: trời Long ơi, ông nói là ông chú ông lớn tuổi, ông nói thôi mày sắm con gà dây mới là sắm nè Long, gà ăn bạc dưới như vậy mới hay nè. Tức là con gà đó mình nói anh em là nó nói chung là con gà nó sổ bến thế hay đó anh em, đá khó trúng nó lắm. Nhưng mà cái dãy đó người ta nói mà ngũ tu rọc chậu xanh ngu đuôi mù ha. Thì mình nói với anh em á, con gà nó sổ thì nó không có thấy lỗi nữa ha, nó rất ra vô hợp lý tuyệt vời lắm. Nhưng mà khi lên cửa thì thả ra thì so canh nạp nạp á, thì khi mà nhập vô gai với người ta á, thì bị người ta đá lọc chồng con mắt anh em. Thì khi mà đuôi con mắt rồi tháo cửa mới về mức thả gà thì nó mới bắt đầu nó đứng chững lại nó canh á, thì con gà kia chạy lại thì nó đá một cẳng là con gà kia ói chết tại chỗ nha anh em. Thì ông chú đó ông mới nói vậy. Lúc đó thì bạc nó xuống nó còn có ăn hai ăn ba anh em ha. Đó. Nhưng mà đúng là kinh nói đúng nha anh em, nên bởi vậy mình chơi, nói chung là mình kinh qua nhiều trạng gà rồi, từ dãy di này nọ, thì mình có cái chiêm nghiệm nó rất là sâu sắc. Nên cái chuyện con gà thì mình nói với anh em thế này, mình chơi á, bởi trong sách kinh ta mới nói á, là xem á, kinh á, là phải thông, là phải hiểu ý hàm ý là vậy ha. Còn mà xem không tới, không rõ rồi trách sách thì dở, thì không nên tội cái người mà người ta chú giải cho mình ha, tội cái người mà người ta truyền lại cho mình sách hay ha.
Thì con gà đó ăn thì nó đuôi con mắt rồi, xong rồi mình nuôi cũng thời gian hoàn thiện con mắt lại, thì đá cái sau thì mình thua nha anh em. Thì để dẫn chứng cho anh em thấy ha, thì nó có dãy tài, nếu như là con gà đòn thì chắc là thua, nhưng mà con gà cựa nó còn cái đòn tài anh em ha. Như vậy nó cũng là một con gà may mắn thì nó mang về chiến thắng, nhưng sau này một mắt nó có thể là thời gian mình nuôi nó hoàn thiện nó không được lâu, nên khi vô đá rồi nó cũng không có ấy ha. Thì một cái dãy thứ hai là dãy bốn dãy gối nha anh em. Thì cái dãy này nó được gọi là dãy lịch bái nha anh em ha. Tức là những con gà nó sẽ có một cái đòn là gọi là knock out địch thủ nha anh em, là đá một đòn là triệt gà luôn. Thì cái dãy lịch lịch bái này á thì nó đóng ở ở chân lông gối á, là bốn dãy, nhưng mà anh em phải hiểu như vậy là cái dãy nó cực kỳ khít khao và sát sao nha anh em, nó đóng chặt chẽ, nó không hở da ha. Và nó cong, nó hơi cong theo hình 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 hình, hình lưỡi liềm, hình trăng ha, tức là cái đường đường dây cung á anh em ha. Thì bốn dãy như vậy, mà hai dãy ở hai bên đó thì nó dài hơn hai cái dãy ở giữa ha, và nó nét đàng hoàng nha anh em, đóng hai hàng dãy như vậy. Thì cái dãy đó gọi là dãy lịch bái nha anh em, là có đòn triệt gà nha. Rồi một con gà mà chơi á, để mà một con gà mà khá mà xuất sắc á, thì thường mà lên danh lên tài á anh em ha, thì là ba dãy gối hay trở xuống nha anh em ha. Rồi con gà ba dãy gối á, thì nó thì anh em biết rồi, thì tức là ba dãy nó giống như là ba cái dãy nó hình chữ nhật ha. Rồi hai dãy gối là con gà đó là theo mình là con gà đó là tốt nhất nha anh em. Thì nó khi cái bộ dãy nó thể hiện cái sự gân gối của nó mà, thì nó càng ít dãy thì nó càng chặt chẽ, nên tại sao cái dãy ăn thiên nó có cái giá trị như vậy ha. Thì á đó là mình nói với anh em á, là con gà mà nếu mà hai dãy gối ha, nhưng mà nó sẽ có hai hình dạng, tức là một á là hình dạng á, tức là hai cái dãy nó đụng đầu với nhau ha đó. Rồi hai á là một cái dãy á, là nó hình mũi dãy đàng hoàng ha, nó giống như là mũi dao vậy ha anh em ha, và nó dài, nó lấn khoảng là 8 phần hoặc 7 phần, rồi thêm bên kia là một cái dãy nhỏ nữa. Thì theo mình á, cái dãy đó thì nó khéo hơn nha, tức là mình theo ý mình á thì nó khéo hơn ha. Thường những con gà mà nó hoàn thiện từ cái dãy đầu tiên mà nó có mũi dãy như vậy mà nó đổ xuống thì thường rất đẹp nha, nó hai hàng chân mà nếu mà đều đặn nữa, mà nó đổ xuống mà đều đặn như mình nói ha, thường nó là dãy trưởng thành, thì nó cũng hơi hiếm ha anh em ha. Mà ví dụ như hai hàng chân vậy thôi mà đóng một cái co đụng đầu ngay cựa rồi là quá xuất sắc rồi ha. Nó bắt đầu nó giao lông từ 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 trên gối mà, nên những con gà nó đá chân rất thiệt nha anh em. Đó. Rồi cái đặc điểm mà cái dãy mà mình chia sẻ với anh em, cái dãy ăn thiên ha, thì con gà mà nó đóng cái dãy án thiên á anh em ha, cái mình khi mình chơi gà mình có hiểu con gà án thiên á, nó là cái con gà mà nó đi đi nó thể hiện những cái đòn tài nó từ ngay ban đầu nha anh em. Thì khi mà mình nói về cái dãy gà thì mình nói với anh em như thế này đó, là ví dụ như nó ra những cái đòn tài từ đầu, nhưng mà đối thủ nó có thể là nó vượt qua được đó, thì những cái đòn về sau đó, thì nó không có được bằng nha anh em. Thường những con gà ăn thiên nó ăn rất nhanh mau lẹ ha. Thì mình nói với anh em đó, thì con gà mà chơi mà cựa sắt á nó khác với con gà đòn.
Thì nếu như mình đã nói với anh em rồi, con gà cửa sắt đó, ở chơi đó là con gà là phải có dãy xài cựa ha. Đó, dãy xài cựa thì nó phải nằm ở ngay cựa ha anh em. Thì mình nói với anh em vậy đó, cái nguyên tắc thứ hai là con gà án thiên á, theo cái kinh nghiệm mình biết ha, thì mình nói với anh em như thế này, cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình nha. Đó, chỉ riêng quan niệm của mình thôi, để hồi một số anh em nói không á, thì con gà án thiên á, thông thường á, mình nói với anh em là những con gà án thiên mà khi mà chơi á, cái bổn mạng nó lớn á anh em, nó thua nha, nhưng mà nó ít chết trường nha anh em. Mình thì cũng có thấy những con án thiên nó ăn nhiều cái, nhưng cũng có những con nó thua luôn ha. Nhưng mà cái này là mình chia sẻ, mình nói rất là chân tình ha, nói về gọi là hàm cốt của cái dãy án thiên ha. Những con gà mà án thiên á mà nó thua cái đầu luôn khi anh em ra trận, mà nó may mắn nó không chết á, về nó thường nó cũng không có chết trận đâu anh em. Nhưng mà nó về nhà, nếu mà anh em nuôi nó phục hồi lại á, mà nó còn phong độ á, thường nó sẽ thành con gà tài nha anh em, thành con gà danh nha. Cái này là mình thấy rất nhiều con rồi, nên không có khơi khơi mà ông bà ta chơi mà lại nói về cái dãy án thiên nó có cái giá trị như vậy ha. Đó, mình nói với anh em vậy ha. Thì á, cái con gà án thiên á, nếu mà anh em sở hữu á, mà chơi á, nó càng về sau khuya nó càng chuẩn con gà nha anh em, tức là chơi càng 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 ví dụ như khoảng 2-3 độ đầu á, chưa chưa mình nên cho nó những có cái bài học vỡ lòng á anh em, đi lên từ từ, tại vì á, lúc đó nó sẽ còn chưa có những cái kinh nghiệm sát sao ha. Nhưng nó thuộc là cái top tiếp vẫy á, mình nói với anh em á, là cái vẫy phòng cựa và trừ cựa ha, tức là cản cựa địch nó. Nên nếu mà anh em chơi mà con gà mà dãy án thiên mà nó cầm thêm cái dãy mà mình hay nói với anh em á, là dãy mà để tam thần khẩu đao thôi, không cần nhiều, hoặc là một cái văn án ngay cửa thôi ha, hoặc là một cái độc giáp đóng ngay cửa thôi, mình dám nói với anh em là những con gà đó là xuất sắc luôn anh em. Mình cầm mấy con mình chơi rồi không có ít đâu anh em, 9-10 cái là ít đó. Ha. Đó. Mình nói là bằng sự thật á. Thì cái này là cái chia sẻ theo cái mình chơi, mình tích lũy rồi mình chia sẻ lại ha. Mình không có bàn vào cái dãy này nó làm sao xấu dở hay gì ha. Nhưng mà theo kinh nghiệm mình chơi ha. Tại vì thực tế cái dãy ăn thiên mà để chơi mà tìm kiếm cũng không có nhiều nha anh em. Ha. Đó. Trong 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 game mình còn một cặp cán, một con gà của mình đó, là 15 cái mùa đầu anh em, toàn trong độ không, là đóng nhảy án thiên á anh em. Nhưng mà một chân độc giáp, một chân án thiên ha. Đó. Chân phải án thiên, chân trái thì đóng độc giáp ngay cửa. Thì mình nói với anh em vậy ha. Xài cửa đẹp lắm, mình nói anh em. Nhưng mà cái dãy thường những con gà mà đóng dãy cái công tướng không xấu anh em, trời ơi gà mòng mòng ba lá ha, mà chồm tới lần trước ha, rồi hình đúc đe ha, ghim khích gịch ha, dáng ngũ tướng lực lưỡng ha, phong thái thần thái ha, hình chấp sát gân mạnh. Thì cái gì nó cũng vậy anh em, chơi con gà là phải tổng thể, nó không phải là một cái chi tiết nhỏ là mình khẳng định con gà đó hay, mà một con gà hay rồi tức là nó hoàn thiện hết rồi, nhưng nó có một chi tiết xấu là nó đã phá đi cái hình tướng của con gà rồi anh em. Nên nó thực tế ra cái con gà dãy xấu nó dễ chơi lắm anh em, dãy tùm lum tá lả ha, dạy chơi chứ vài ba cái thì nó cũng có hiệu quả. Còn mà chúng ta chơi mà để chúng ta tìm kiếm một con gà, anh em ai chơi thì mà không thích kiếm một con gà danh cơ đúng không anh em, và mười mấy cái 20 cái ha. Rồi, nhưng mà mình nói với anh em thế này, anh em cứ nghĩ trong quân đội á thì có được bao nhiêu vị tướng,
Rồi lãnh đạo của những vị tướng đó là được bao nhiêu người ha, thì mình nói với anh em vậy. Rồi xuống cấp tá thì nhiều thêm một chút ha. Rồi tá ở quân hàm bậc nào thì nó có nhiều số lượng, nó sẽ giảm chênh lệch với nhau. Rồi xuống cấp úy, rồi cấp binh tốt thì nhiều anh em ha. Tốt thì vẫn có thể giết tướng đó, chơi con gà thì nó cũng vậy thôi. Tốt thì vẫn giết tướng nha anh em ha. Nhưng mà thường mà tốt mà giết tướng rồi là hay lên tướng lắm nha anh em. Thì đó là đôi lời Long chia sẻ với anh em vậy ha. Thì mình nói cặn kẽ về cái dãy gối vậy đó cho anh em biết ha. Gối thì nó thể hiện những cái bộ gân ha, cái gân gối, cái gân cơ bắp của con gà tốt ấy, thì là giúp cho con gà mình nó xây chở tốt rồi nè, và nó ra được cái đòn mạnh và chính xác ha. Thì mình nói với anh em rồi, một bộ dãy đẹp rõ ràng ha, thì là nó sẽ cho một con gà gân lực ha, và đá những đòn chính xác, nó là thể hiện như vậy đó. Ví dụ như khơi khơi mà ông bà ta nói như thế này để đó tí anh cho anh em. Ví dụ như cái dãy mà dãy ém á, dãy mà hộp ở dưới cửa thì cái môn bên con gà cựa thì chơi vẫn được ha. Còn qua để tí anh cho ăn giùm cho em ơi, con gà cựa mình chơi được, con gà đòn ít chơi. Thì anh em hiểu rồi, cái dãy đó người ta nói là vô đòn vô lối, đá lung tung lăng bang, vì môn cựa sắt anh em đá lung tung lăng bang, nhiều khi trúng được chỗ hiểm ha. Nào nhanh gọn lẹ thì có hiệu quả. Còn mà em đã đó anh cho ăn em ơi. Rồi ví dụ như con gà mà nó chậm rãi hơn người ta đá trước thì nó đi trước, nên cái về quy cách chơi á, thì nói chung điểm chung thì nó cũng giống nhau, nhưng mà nó có những cái phần riêng nhỏ nhặt ha. Nhưng nó rất tinh tế thì giữa hai cái trường phái chơi nó sẽ khác nhau, giữa con gà đòn và con gà cựa ha. Thì mình nói với anh em vậy. Thì chơi thì cái chung á, thì nó sẽ có, nhưng nó cũng sẽ có cái riêng, nên mình chơi mình phải tự mình tổng hợp, mình tích lũy ra những cái kinh nghiệm bản thân ha, của cái môn chơi mà mình chơi ha. Rồi thân ái chào thằng thể anh em ha, chúc anh em buổi tối vui vẻ ha, và chân thành cảm ơn được sự yêu mến của anh em, và nhớ anh em bấm like ha, và nhớ anh em ủng hộ xem kênh ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.